Xin chào các bạn. Một ngày lăn li bò càng lạc lá. Lâu rồi không có lạc lá. Có những cái mà nó bị úng luôn nè. Nhưng mà cái cây này nó khỏe quá. Nó úng nhưng mà nó không có chết. Đây nè. Uống nước luôn. Hello everyone. Today one day boxing the leaf. Pluck the leaf. This one is rot before but still survive. I didn't see it. Dry leaf and it's so much raining and it's rot. So moist. Nhưng mà mấy cái này, cây này nó khỏe đây các bạn. Có những cây nó lan ra là nó chết luôn. So much dry leaf. Took a lot of time to pluck the dry leaf. But it's so much fun also. This one of my customer give to me. I stay here. This the smell so good. Cây này nó gần giống như sỏi thiên thanh nhưng mà cái này của Mexico nha các bạn. Được fan hâm mộ đem từ Mexico đến tặng. Mà nó thơm quá trời luôn, ngồi đây ngửi đã luôn. Mệt rất là mệt rồi. Mỗi lần làm oxin cho mấy em này là phải mang khẩu trang. Không là hết xì. Hất xì. Đây có một số cái này nó bị nấm này các bạn. Đó, độ ẩm nhiều quá. This one too much moist. And then some of them have fungus. Fungus here. Fungus. Còn nhiều lắm, phải lặt các bạn ơi. Nhiều lắm. Lovely rose. Phê, đây là phê luôn. Đặt để ngày mai mình tưới nước nha. Lâu lắm rồi không tưới nước luôn á. Nhưng mà nên lặt lá xong rồi mới tưới. Tưới lên cái lá ẩm này xong rồi trời mưa cho một tuần luôn á. Là nó úng đó các bạn ơi. Cục cưng này nó bị nấm nè. Cây cao ấy lặt thành cây thụ luôn nè các bạn. Mấy lá này nem lặt vỏ hết thì nó sẽ không có hồi phục lại đâu. Khi bị nấm thì nó sẽ không có hồi phục lại. Cái lá nó đã bị thương rồi cho nên nó mất bỏ luôn. Xong cái ngày mai đi sẽ xịt thuốc nấm. Không phải thuốc nấm mà mình tự pha thôi các bạn. Lily pha baking soda nè, nước rửa chén với lại nước rửa chén với lại giấm, xong rồi xịt lên xong là phải tưới nước. Lily thấy tưới nước lên nó sẽ không bị cháy lá. Thì khi cái baking soda xịt lên á, cái nấm đó nó sẽ bay đi, nó rã ra, xong rồi mình tưới nước lại là nó trôi đi. Sau đó là Lily sẽ xịt lại một lần nữa. Ngày mai trời âm u cho nên xịt ok. Wow, quá chừng luôn các bạn. Một ngày phê phê. Đây cho các bạn coi nha. Lá nó úng nè. Nhưng mà không lặt là càng ngày nó ăn lên là ăn hết cái cây luôn đó nha. Đó, đi busy quá, bận quá không có lặt cho nên nó. So need to check your plants. If you see some dry leaf, need to take it out. See, I didn't check it for a long time, so now it's rot a lot. I need to remove it. It's rot. No water, but it's still rot because the moist. Uh oh.
Hopefully it's not dying. Lặt xong đẹp gái rồi. Đó, sạch bông cái góc. Nhưng mà Lily không có sạch nè. Trời ơi, một ngày phê ơi là phê luôn cái nè. Đứa nào sạch nhưng mà tay Lily nó lại dơ rồi. Cái này đẹp lắm luôn. Không biết của hàng hay local, quên mất tiêu luôn các bạn. Nhưng mà rất là xinh. Ngày mai sẽ tưới nước, nhưng mà sắp tới sẽ cắt bông, là một video cắt bông nữa nha. Khi mà tưới thì các bạn không có nên cắt bông trước khi tưới nha, tưới xong rồi cắt bông sau, đợi đất nước nó khô rồi mới nên cắt. Cái tầng lá này xấu quá, vì bị vặt bỏ luôn. Đặt xong phải kê cục đá à, nóng quá trời đó các bạn. Năm nay sẽ bị nóng quá trời luôn á. Mưa nhiều quá, dư độ ẩm. Nó khô quá trời nhiều. Collection của Lily bán gần hết rồi, bán hết mấy cây ma đã đỏ. Còn cotyledon là nhiều. Red ten. Cái này lâu lắm rồi. Mùa nhân giống yêu nhung nha các bạn. Trảo đầu hết trơn luôn, không nhà nằm dưới đây. Xong rồi vài ngày sau đi đi trồng. Này mấy cây sumo của Lily. Lâu năm lắm luôn rồi. Cây này năm nào cũng bị nấm á. Một số cây sẽ bị nấm, một số cây không bị. Cây dạng cây này sẽ ít khi bị hơn. Cái nơi này local mà lên ba nè các bạn.
sợ đi hồng. Này có sợi hồng, sợi xanh. Flavor, cái này flavor. Không biết đọc cái tên nữa. Ở bên đây là sợi hồng không. Quá xa đẹp luôn. Để con có chừng dưới góc nữa. Đây hai bé này, hai chậu. Bắt đầu ra bông các bạn. Ra bông lại thấy mùa xuân. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân. Đây cái cây này hồi giờ nuôi gần 3 năm mà không thấy đẻ. Đây một dàn lily ươm ra đây, cắt từ những cây bự của lily ra. Đó. Mẹ ở bên đây. Mấy cây bự mẹ nè. Đến mùa xuân là nó sẽ đẻ con, xong rồi cái gần cuối mùa hè nó mới bự bự ra, Lily cắt ra. Đấy, cắt ra là nhân giống ra một đống luôn. Đỏ đỏ dễ thương quá. Cả xiên hàng, cả local nữa các bạn. Sợi thiên thanh, năm nay Lily bỏ ở dưới cái tôn trong á các bạn. Cái tôn trong này nó làm cho mất cái, nó ngăn chặn cái UV. Cho nên thấy hai cây rõ rệt là cây sỏi thiên thanh này nó không có cái chấm đỏ luôn. Chứ đúng ra bây giờ nó phải có chấm đỏ. Với lại cây này nè. Lúc nó mò lên màu cam nhưng mà năm nay nó không lên cam nổi. Có nghĩa là nó bị thiếu ánh nắng, không có đủ ánh nắng cho nó. Mùn rô, có nhiều bạn nuôi lên đỏ cam nhưng mà Lily nuôi lên xanh không. Không phải cây nào Lily nuôi cũng đẹp đâu nha. Đây là chỗ tàu đùng của Lily. Bông quá trường đông, sắp tới Lily sẽ cắt bông. Cảm ơn các bạn theo dõi video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Video sau Lily có thể ngày mai Lily sẽ pha công thức pha để trị với cái nấm này nè.